Rồi Thư Kỳ nè, từ nãy giờ là ăn cơm uống nước, thấy tinh thần là ổn định lại chưa Thư Kỳ? Dạ em cũng bình thường rồi, nói chung là mấy anh không nói gì với em nữa, nói chung em không sao. Không, để anh hỏi về cái những cái suy nghĩ của em nó chín chắn, nó kỹ càng chưa? Tại vì anh muốn hỏi em một cái việc trọng đại như thế này nè. Dạ Rồi ngày hôm nay tươi tỉnh rồi đúng không? dạ Từ sáng giờ sau khi cái bữa mà gặp cha dượng nè, rồi một lát nữa thì vô tình gặp mẹ, đang tụ với mẹ đó em, thì em có những cái suy nghĩ gì khi mà em gặp mẹ của em đi? Đầu tiên em nói cho anh biết cái cảm xúc của em em. Nói chung á là em gặp lại mẹ em thì em không thể nào mà em rất là mừng luôn, em rất là mừng khi mà gặp lại mẹ em, mà có vẻ như là em thấy mẹ em gầy hơn lúc trước cơ xíu. Rồi gầy lúc trước xíu rồi, có mình có cảm thấy rằng là mình hối hận khi mà mình ra đi như vậy mà mình không có nói cho mẹ biết không? Nói chung á thì xa mẹ thì ai mà không buồn, em thương mẹ lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ. Ở đó thì em sợ ông kia, còn đi á thì em sợ mẹ em buồn. Em á thật lòng em rất là khó xử nhưng mà em không đi không được. Thật lòng mà em cũng không biết phải làm sao. Em muốn đi ra ngoài cho nó, cho con người của em là Nó thanh thản đúng đúng rồi. không? Rồi Em rất là mệt. cái điều đầu tiên như thế này nè, là các anh em thì thực chất ai cũng muốn á em mà đoàn tụ với mẹ của em, nhưng thì cái đó là cái ý của các anh em nha, và cái ý của mẹ ruột của em. Giờ anh cho anh hỏi nè, em có muốn hiện tại về sống chung với mẹ của em không? Thật lòng mà nói á, thì mẹ thì em cũng thương, em rất là muốn về nhưng mà ngựa quen đường cũ. Em biết là cái bản tánh của ông già đó như vậy đó, ổng sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Bây giờ em mà về á là chắc em sống không nổi với ổng đâu, mấy anh cũng đã thấy rồi đó, thì mấy anh cũng đã nghe lời của mẹ em nói rồi đó. Bây giờ em về là em sẽ không yên với ổng đâu, bây giờ em không thể nào về được. Em ám ảnh với ổng rồi, trong khi ổng có những cái hành động nào với em ám ảnh nhất lúc nào? Em ám ảnh nhất á là cái lúc á là thứ nhất em đang nằm ngủ, là bản tánh của em á cũng rất là khó ngủ nữa. Em ngủ cái ổng gờ em từ trên xuống dưới vậy nè, em giật mình em tỉnh dậy là em thấy ổng. Nhưng mà lúc mà cách mà mấy ổng mới về á, em không có nghĩ gì, tại vì em cũng nghĩ ba Dượng cũng là ba thì em coi ổng như một người ba thôi. Nhưng mà cứ được đà lấn tới, ổng cứ như vậy hoài đó, hết lần này tới lần khác là em mới nhận ra được cái con người thật của ổng. Mà đặc biệt nhất là ổng có men vô, ổng càng đáng sợ hơn nữa. Em cũng thoát thân mấy lần rồi. Không, cho anh hỏi là tức là ban đầu thì em cũng nghĩ là cái mối quan tâm giữa cha dượng với con gái là cái điều bình thường thôi đúng không? Tại nghĩ rằng Dạ đúng rồi. cha dượng thương em, nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác là nó sẽ tái diễn theo cấp số nhân, thì em có những cái suy nghĩ là cha dượng mình không có tốt đúng không em? Thậm chí em đi tắm hả, vô tình em quay quay lại em còn thấy ông Gình em tắm rồi đó. Có không vậy? Cũng ghê vậy. Thôi cái này là mình có mình mới nói nha. Thiệt không? Thiệt không? Có, Để anh em biết thấy ông ông Gình em đi tắm đồn rồi đó. đó, chứ không phải là đơn giản chỉ Thì sao không có ra không nói giờ mới nói? Sao nãy hồi nãy không không nói trước mặt cho ổng nghe luôn? Trời ơi, lúc đó thì em gặp ổng em vừa căng thẳng vừa sợ ổng mà cũng vừa thù ổng nữa. Bây giờ em có nhớ cái gì được đâu mà em nói. Thì nói chung thì lúc nào em nhớ thì em nói ra thôi. Trời ơi, hồi nãy anh nói thiệt cho em á, nếu mà em nói như thế đó, thật sự rằng các anh em cũng đã không bao giờ cho cha dượng gặp em luôn đó, anh nói thiệt. Cái gì mà tới cái mức độ mà người ta đi tắm mà cũng có những cái vết gợn nó chài. Em Sao em phát hiện được hay vậy? thì em tắm bình thường, em tắm bình thường rồi vô tình thì không lẽ em ngồi em đơn vậy, em cũng phải quay lại vậy nè, thì tắm thì em vô tình nhìn thấy thôi. Thấy cái ánh mắt hè, thấy nguyên cái đầu ổng không?
tại vì trong cái cửa hẻ của cái phòng tắm của em á là nó có một cái lỗ như vậy nè. À vậy hả? Ừ, nó có một cái lỗ cái đường cửa đó, cái cửa nó có khít á. Ừ. Rồi bây giờ em nói thẳng cho anh biết, cái đó là cái vết hở là do là mình muốn tạo cửa thông gió, lỗ thông gió, hay là do cái vết của cha giường ổng tự làm ra cái vết đó? Không có phải là ổng làm đâu, nói chung là cái khe của cái cửa cách mà xây nhà làm nhà người ta không có làm khít đó. À. Mà với lại là lâu năm lâu ngày vài tháng rồi thì nó cũng phải mục đi rồi, bắt đầu nó cũng có kẻ hở hở ra vậy nè. Ừ. Hồi nãy anh thấy ổng đem mắt kiến, anh tưởng ổng có con người đàng hoàng lắm chứ ai mà đâu mà nghe em kể vậy anh mới cũng giật mình. Thì ôi, nếu mà em nói vậy thật chất nha, bây giờ là anh hỏi ý kiến để mà của em thôi nha, anh hỏi ý kiến của em trước rồi anh sẽ có gì anh sẽ thông báo cho mẹ em biết luôn. Đó là bây giờ thì ví dụ đi, mẹ của em về rồi hai mẹ con đi mướn chỗ khác ở, thì em có quyết định em về với mẹ em không? Nếu như thật sự á mà mẹ em mà bỏ được cái ông này, em về em ở với mẹ em liền và em mẹ con đùm bọc lẫn nhau mà sống rồi, nhưng mà mẹ em còn ở với ông này, em nhất quyết em không về đâu. Một, nếu như mà bây giờ em mà về thì đảm bảo một ngày nào đó em sợ mấy anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại em đó. Em nói như vậy là mấy anh hiểu rồi đó. Giống như thế này nè, vì sao em không cho cha dượng em một cái cơ hội đi? Biết đâu rằng khi mà cha dượng em bây giờ là qua những cái năm tháng đó thì ổng cũng suy nghĩ lại. Còn bây giờ là có cái câu chuyện mà có những cái hành vi như thế đó thì em có quyền em trình báo với pháp luật. Đó là anh khuyên thật thôi nha. Nãy anh thấy trong cái ánh mắt của mẹ em á, là rất muốn em quay trở về. Em đừng có đặt mẹ em vào một cái tình huống là nó rất là khó xử. Bây giờ giữa con và chồng, biết chọn bên nào hả em? Trời ơi, ổng bao nhiêu lần rồi, ổng mà thay đổi được á, con người của ổng mà thật sự có thể cải tạo quy chính được á, thì mấy anh đã không nhìn thấy em ở nhà hoang và cũng không thấy em ở nghĩa địa này rồi. Ổng phải làm sao thì em mới phải rơi vào cái bước đường này. Mấy anh nhìn vào cái hoàn cảnh của em á, thì cũng đã hiểu được hình dung câu chuyện nó như thế nào rồi. Nếu như thật sự mà ổng đứng đắn thì em đã không phải như vậy rồi. Ở đó mà mấy anh nói, nếu thật sự mà ôi, ông già nó nhắc là ông mệt lắm. Rồi bây giờ là quyết định hiện tại là cũng chưa có muốn về đúng không? Về sao được mà về? Về rồi mà mai mốt quá em sợ mấy anh không gặp lại em nữa. Em biết ổng là người như thế nào. Chứ bây giờ mà về không, giờ anh hỏi em nè. Bây giờ đã tìm được người thân rồi mà bây giờ không về nữa, rồi các anh cũng đi quay chỗ khác chứ đâu có thời gian mà lo lắng cho em được hoài vậy đâu Thư Kỳ. Em bây giờ chẳng lẽ em tính cứ nay ở chỗ này mai ở chỗ khác vậy sao, rồi là lại gặp những cái câu chuyện giống như hôm bữa nữa là nó không có nên. Thôi đi, nếu như thì bây giờ không thôi là như vậy nè, mấy anh cứ việc lo chuyện của mấy anh đi, không mấy anh không cần phải quan tâm tới em nữa, còn cuộc sống của em như thế nào mặc kệ em, nhưng mà dứt khoát em không có về được. Em nói nó không có về được là không có về được. Khoan, đừng có căng với anh vậy. Ở đây là anh đang hỏi ý kiến của em, đừng có căng với anh ha nha. Còn bây giờ nè, anh có một cái phương án tốt hơn dành cho em theo cách của các anh em suy nghĩ nha. Hiện tại thì cái nơi này là em không thể ở được rồi đó. Giờ bây giờ là các anh có thể rằng thuyết phục sư cô Diệu Hân là cô mang em trong vòng vài ngày để cho em suy nghĩ tĩnh tâm lại được không? Tức là em vào đó là em sẽ ăn chay rồi em niệm Phật chung với sư cô luôn ha. Được không Đức Kỳ? Được không? Em suy nghĩ đi. Nếu như mà đối đến mà đường cùng á thì có thể là được. Em chỉ nói là có thể thôi nha. Chứ còn mà về thì mắc công lỡ như có chuyện gì xảy ra em sợ mẹ em buồn. Chứ bây giờ đầu óc em nó rối lắm, bây giờ em cũng không biết phải xin quyết định sao nữa. Em nói thiệt một câu với mấy anh nha, tuy rằng hổng gà em sống một cuộc sống lang bạc như vậy đó, nhưng mà em còn thoải mái hơn là em về gặp lại ông già đó. Vậy ha.
Nhưng mà cho dù mấy ông già của em đã từng với em như vậy vậy đó, nhưng mà ít ra ổng còn mang danh nghĩa ổng là người tình của em. Nhưng đằng này ông này ổng là cha dượng của em, ổng là chồng của mẹ em, ổng không có quyền để mà đối xử với em như vậy, không có những cái hành, không có quyền có những hành động đó với em. Mấy anh có hiểu hình dung ra được cái vấn đề chưa? Không, mấy ông già kia với ông già này hai cái mối quan hệ nó không có giống nhau. Bây giờ mà cái cách tốt nhất là chỉ có về bên sư cô Diệu Hân, để cho sư cô Diệu Hân cu mang để cho em tĩnh tâm lại thôi. Rồi sau đó thì anh sẽ cho cái địa chỉ của sư cô để cho mẹ em lên đón em về luôn. Là bây giờ là mẹ em á là cái người mà là quyết định cuối cùng cho cái việc này. Đầu tiên là bây giờ em cứ để cho mẹ em khoảng thời gian khoảng vài ngày đi, về quê suy nghĩ rồi sau đó mình mới tính tiếp. Nhưng mà em phải hứa với anh một điều như thế này, là em phải ở một cái nơi an toàn nhất, chứ không có để cho hết ngày này qua ngày khác bắt đầu là lại nghe báo tin là Thư Kỳ đang gặp chuyện này gặp chuyện khác là không có được. Thư Kỳ, mình cũng lớn rồi, mình cũng sắp đến tuổi là mình phải về quê mình đi học đi hành hay mình đi làm gì đó để mình lấy chồng nữa em, chứ đâu có để cho mình lang bang như thế này suốt một khoảng thời gian dài. Em không nghĩ tới mẹ em hả? Mẹ em cũng muốn có cháu bồng lắm rồi chứ. Gãi đầu hoài, bữa giờ chưa tắm sao gãi đầu hoài vậy? Phải không? Nghĩ tới mẹ tới đâu á thì thương mẹ, nhưng mà nghĩ tới ông kia em giờ cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ nói chung á mà mẹ anh em mà đừng hỏi về ông cha dượng với lại bà mẹ nữa. Nhiều khi bé đang stress các con ơi. Bây giờ mình, có cách nào em bây giờ tối nay ở đâu? Ở đây đâu, nói đi. Tối nay ở đâu? Hôm nay có về nhà của nữ đại gia cho em ở không? Có một khán giả kêu là em có một nữ đại gia có căn nhà cho em ở vậy mà không? Vậy mắc nợ người ta nữa, không có cái gì gọi mày là hoàn hảo trên đời đời này chứ. Đừng bé này không có được bình thường nhưng mà những người khác, cho nên là muốn đi đâu đi à. Đừng có nghĩ mắc nợ, nói chung là người ta có lòng tốt thì em cứ nhận. Sau này em không trả cho người ta được, em sẽ trả cho những cái người mà kém may mắn hơn mình là được rồi. Ha? Cứ quyết định như vậy đi, vì cái sự an toàn của chính bản thân mình ha. Còn thôi là đi vô sư cô Diệu Hân thôi, hai phương án em chọn. Sư cô Diệu Hân đi, sư cô đó hiền á, sư cô hiền lắm. Không thôi cứ tạm thời cứ nghe lời mấy anh vậy đi chứ giờ rồi. Em cũng hết cách rồi. Rồi bây giờ là vô chuẩn bị đồ đạc đi về bên chỗ đó nha. Nghỉ ngơi nha. Rồi. Em cũng kính chúc cho quý vị khán giả rất là nhiều sức khỏe đi Thư Kỳ, em nói đi. Chúc cho quý vị khán giả đi. Dạ em trước tiên là em xin cảm ơn quý vị khán giả đã truyền bá tin của em rộng rãi lận tới tay gia đình em, lận cho mẹ em đỡ lo lắng. Rồi và em xin chúc các quý vị khán giả một sức khỏe dồi dào, bình an và an khang thịnh vượng. Dạ rồi thì cũng cảm ơn quý vị khán giả cũng đã quan tâm đến những cái số phận đời của bé Thư Kỳ nha quý vị. Kính chúc quý vị khán giả luôn bình an và thành nhiều sức khỏe ạ.